Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 45, Công chúa Lang gia. Hôm sau, trong Bích Tiêu Các, đầu món tay Huyền Úc Nguyệt đán nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội đã vỡ tan kia, ba chữ quận Lang gia được khắc từng nét rõ ràng trên đó. Bích Liên Y lặng lẽ đứng một bên, một lúc sau Uyển Úc Nguyệt Đán mới chống cằm cười cười. Huynh có biết đây là vật gì không? Bích Liên Y ho khẽ. Ngọc bội Phượng Hoàng. Uyển Úc Nguyệt Đán lắc đầu. Đây không phải Phượng Hoàng, đây là chim trĩ, miếng ngọc này màu xanh à. Bích Liên Y gật đầu. Là màu xanh biếc trong veo, cực kỳ hiếm thấy. Uyển Úc Nguyệt Đán nhặt một miếng ngọc vỡ, khe khẽ gõ lên mặt bàn. Hoa văn chim trĩ màu xanh, Huynh có biết là ký hiệu gì không? Bích Liên y thoáng lộ ra nét ngạc nhiên. Hoa văn chim chích, sao lại là chim chích chứ? Hắn cứ đinh ninh đó là phượng hoàng, con gái nhà thường dân không được phép đeo trang sức hình phượng hoàng, xiêm áo cũng không được thêu chim phượng, bởi vì hoa văn chim phượng chỉ dành riêng cho hoàng cung. Nhưng miếng ngọc bội này khắc hình chim chích, loại hoa văn này lại rất hiếm gặp. Hoa văn phượng hoàng tuy không lưu truyền trong dân gian, nhưng các quý phu nhân trong cung đình vẫn hay dùng trang sức châm cài, khuyên tai hình chim phượng. Huyền Úc Nguyệt Đán mỉm cười. Nhưng còn hình chim trĩ, hoa văn chim trĩ màu xanh, từ thời Tần Hán tới nay, chỉ có Hoàng hậu và Phi Tần thực hiện lễ nghi trong những dịp lễ lớn mới mặc huy y theo chim trĩ màu xanh. Mà Lý Hoàng hậu đương chiều mới lên ngôi hai năm trước, miếng ngọc bội này phần mép đã hơi mòn, không phải mới chế tác gần đây, cho nên. Trong lòng Bích Liên Y khẽ chấn động. Cho nên, nàng là... Cho nên miếng ngọc bội này không phải của Lý Hoàng Hậu, cũng không phải của Vân Phi. Trên ngọc bội khắc ba chữ quận lang gia, năm hiền đức thứ năm nhà hậu chu, sao, thái tổ cưới con gái thứ ba của trương đức quân tiết độ sứ vương nhiều làm kế thất, chu thế tông ban cho áo mũ, phong làm phu nhân quận lang gia. Vị phu nhân quận lang gia này, vào tháng 8 năm kiến long đầu tiên được thái tổ sắc phong hoàng hậu, tháng 12 năm càn đức đầu tiên qua đời, hường dương 22 tuổi. Hiển Đức là niên hiệu của hậu Chu Thế Tổ Quách Huy từ năm 954 đến 960, năm Hiển Đức thứ năm là năm 958. Kiến Long là niên hiệu của Triệu Khuông Dận từ 960 đến 961, năm Kiến Long đầu tiên là năm 960. Cản Đức là niên hiệu của Triệu Khuông Dận từ 963 đến 968, năm Cản Đức đầu tiên là năm 963. Bích Liên Y Cao Mày nếu vị hoàng hậu này đã qua đời, thì miếng ngọc bội này. Uyển Úc Nguyệt Đán dịu dàng nói. Tuy vương hoàng hậu đã qua đời, nhưng bà lại sinh cho thái tổ ba người con. Hai hàng lông mày bích liên y nhíu lại. Không lẽ hồng cô nương và vương hoàng hậu. Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ thở dài. Dựa vào tuổi tác thì quá nửa là vậy rồi. Huống hồ nàng tự xưng là tiểu hồng, tiểu hồng dù sao cũng không phải tên thật. Với dung mạo khí độ, tài năng học vấn của nàng, lại còn biết trên quan miệng của hoàng đế có ngọc lục mị, người mang theo ngọc bội chim trí màu xanh. Nếu không phải công chúa do vương hoàng hậu sinh ra thì cũng là người có quan hệ mật thiết với công chúa và đã từng gặp hoàng đế rồi. Bích liên y yên lặng hồi lâu. Công chúa đương chiều sao lại mai danh ẩn tính, nhúng tay vào chuyện giang hồ. Huyền úc nguyệt đán cầm miếng ngọc vỡ, đầu món tay miết chặt vào cạnh vỡ sắc bén của nó. Việc này nếu không hỏi nàng thì không ai biết được có thể nàng mang nhiều nỗi khổ riêng, cũng có khi, chỉ vì liễu nhãn. Hắn nói mấy câu này không hề cười, một lát sau mới nói tiếp. Hoặc biết đâu nàng cũng không muốn làm công chúa. Có lẽ, người con gái kiêu ngạo khi yêu cũng rất si tình. Bích liên y bình thản nói, huyền úc nguyệt đán hơi ngẩn người, mi mắt cong cong. Rất có lý, Bích đại ca, biết đâu, huynh cũng là một người si tình. Khóe mắt chân mày của Bích Liên Y không hề chớp. Thản nhiên nói. Cả đời này Bích Liên y chỉ cúc cung tận tụy vì Bích Lạc cung, tuyệt đối không có lòng khác. Huyền Úc Nguyệt đán xoay người lại, đưa tay ra muốn vỗ vai hắn nhưng lại chạm phải mặt hắn, khẽ thở dài. Bích đại ca, Bích Lạc cung cũng không muốn huynh phải cúc cung tận tụy, ta chỉ muốn huynh muốn sống thế nào thì cứ sống như vậy. Cho dù huynh, cho dù huynh có ý với hồng cô nương thì cũng không sao hết. Không cần ép mình phải kiềm chế, muốn đối xử tốt với nàng muốn thương yêu nàng, vậy thì cứ làm đi. Nàng đâu phải kẻ tội ác tài trời, chẳng qua là yêu sai người thôi. Huyền Úc Nguyệt đán vỗ vai bích liên y. Đừng tự lừa dối bản thân, trong lòng muốn sao thì hãy làm vậy. Bích liên y không ngờ hắn lại nói ra những lời này, ngây người mất một lúc. Ta, huyền Úc Nguyệt đán cười lên. Nàng là công chúa nên huynh sợ sao? Bích liên y đáp. Ta không sợ nàng là công chúa, ta chỉ chân mày huyền úc nguyệt đán, cong cong. Ta chưa bao giờ sợ yêu người khác, ta chỉ sợ không có ai để yêu. Bích liên y lại ngẩn ra. Nàng là sát thủ ẩn nấp trong cung muốn giết người đó. Huyền úc nguyệt đán khẽ mỉm cười, chắp tay sau lưng xoay người đi. Đúng rồi, thì sao chứ? Nàng có giết được ta không? Bích liên y nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ mấp máy môi. Thật ra, cung chủ mà không nói, thì ta còn không có tâm tư này. Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười ồ chờ ta nói ra huynh mới phát hiện mình có à bích liên y không đáp hồi lâu mới khẽ cười cung chủ ta vẫn luôn phục ngươi hôm nay phải nói là phục sát đất đúng lúc thiết tĩnh vội vã đi vào khởi bẩm cung chủ mai hoa dịch số tỉnh rồi huyền úc nguyệt đán bước lên đón hắn có tỉnh táo không để ta đi xem sao thiết tĩnh và bích liên y theo sau hắn vội vã hướng về phòng của mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành trong phòng khách mai hoa dịch số đã thay quần áo trên người không còn là bộ áo đỏ thêu hồng mai nữa hắn mặc vào bộ đồ xanh của bích lạc cung sắc mặt tái nhợt chỉ có hồng mai xăm trên cổ tay vẫn đẹp đẽ trói mắt như xưa hắn nâng một chén trà ngồi bên cạnh bàn trên bàn có ba cánh hoa mai hai mắt khép hở không biết đang nghĩ gì huyền úc nguyệt đán bước vào trong phòng mai hoa dịch số khẽ nâng tay phải lên cất giọng khàn khàn Ba cánh hoa mai, thêm 5 chiếc lá, là quẻ tam hỏa ngũ mộc. Hôm nay dễ gặp tú sĩ giữa núi rừng, trên người có tật hai mắt đã mờ. Nói một chút về phép bói mai hoa dịch số, cách tính khá lằng nhằng, đại loại nó bói cái gì thì bốc lấy số tương ứng với cái đó rồi trừ đi 8 cho đến khi được một số từ 1 đến 8 tương ứng với 8 quẻ càn nhất kim, đoài nhị kim, ly tam hỏa, chấn tứ mộc, tốn ngũ mộc, khảm lục thủy, cấn thất thổ khôn bắt thổ, sau đó xem các quẻ đó ứng với gì. Như trong đoạn này thì mai hoa dịch số bốc được ba cánh hoa mai suy ra quẻ tam hỏa, năm cây lá suy ra quẻ ngũ mục, quẻ tam hỏa có liên quan đến bệnh về mắt, quẻ ngũ mục liên quan đến tu sĩ, rừng núi, nên suy ra người đến là tu sĩ ẩn cư có bệnh về mắt. Huyền Úc Nguyệt Đán khẽ mỉm cười. Mai hoa dịch số quả nhiên có thể hiểu rõ thiên địa tạo hóa, không biết Mai Tiên Sinh còn có thể đoán được gì mai hoa dịch số thu những cánh mai trên bàn lại hôm nay ngươi muốn chiêu đãi ta bằng thịt nướng huyền úc nguyệt đán đáp quẻ ly tam hỏa, nói về ăn uống thì chủ yếu là những món thịt nóng món chiên xào quay nướng xem ra hôm nay không ăn thịt nướng không được rồi hắn vây ống tay áo nói với thiết tĩnh hôm nay cả nhà cùng ăn thịt nướng uống nữ nhi hồng huyền úc cùng chủ quả nhiên là người thú vị mai hoa dịch số liếc nhìn hắn hôm nay ngươi muốn uống rượu với ta sao Huyền Úc Nguyệt Đán ngồi xuống bên cạnh hắn. Không biết tử lượng của Mai Tiên sinh thế nào? Mai Hoa dịch số lạnh lùng nhìn hắn. Chí ít gấp ba lần người. Huyền Úc Nguyệt Đán vui vẻ nói. Vậy thì tốt rồi, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện có được không? Mai Hoa dịch số cầm chén trà trên tay, ngửa đầu uống cạn trà trong chén. Muốn nói chuyện gì? Nói về độc trên người tiên sinh. Ánh mắt Huyền Úc Nguyệt Đán hết sức chân thành, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Hơn ba năm trước, là ai hạ độc thuật tàn nhẫn như thế lên người hai vị? Người có biết ngoài ngọc lục mị ra, còn có cách nào khác để giải độc trúc minh hoàng không? Mai hoa dịch số thản nhiên đáp. Ha, tiếc quá, ta không trả lời ngươi được. Nếp nhăn nơi khóe mắt huyền úc nguyệt đán hơi giãn ra. Tại sao? Mai hoa dịch số tự rót cho mình một chén trà rồi ngửa đầu uống cạn một lần nữa. Vì nhân tình thế thái thay đổi quá nhanh, ta còn không hiểu rõ rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, tùy tiện nói cho ngươi thì cũng chỉ là lời từ một phía của ta, không đáng tin cho lắm. Đôi mắt huyền úc nguyệt đán cong lên. Cho dù là lời từ một phía, cũng có thể nói ra cho ta nghe thử. Ta sẽ không kể cho ai biết, cũng không tin nhiều, có được không? Mai hoa dịch số lắc đầu. Không được, ta muốn đích thân tìm ra nàng, hỏi nàng một câu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc vì sao nàng phải làm như vậy, trước khi nhận được câu trả lời, thứ cho ta không thể nói cho người bất cứ chuyện gì. Có lẽ mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ như ta tưởng, có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm, là ngoài ý muốn. Thì ra là vậy, nhân tình thế thái như giấc mộng, như mảnh trăng trậu cát. Huyền Úc Nguyệt đán không hề truy hỏi, chỉ khẽ thở dài. Vậy uống rượu thôi. Thiết tĩnh đến nhà bếp dặn họ nướng thịt, xách một vò nữ nhi hồng thượng hạng mang vào phòng, mai hoa dịch số mở to hai mắt. Bát đâu? Huyền Úc Nguyệt đán phất tay áo, chỉ nghe một loạt tiếng choang choang một bàn đầy bình trà chén trà bị hắn gạt xuống đất vỡ tan nát thành trăm mảnh. Thiết tĩnh, mang bát đến đây. Trên mặt thiết tĩnh bỗng nổi lên ý cười, vào phòng bếp mang ra hai cái bát to, mỗi bát chắc phải hơn nửa cân, mỗi người một cái, đặt trước mặt huyền úc nguyệt đán và mai hoa dịch số. Mai hoa dịch số phá nắp vò rượu, tự rót cho mình đầy một bát, uống cạn một hơi. Đến lượt ngươi. Huyền Úc Nguyệt Đán không hề yếu thế, lấy vỏ rượu đổ đầy một bát rồi uống cạn. Mai hoa dịch số lại rót thêm bát nữa, cất giọng khàn khàn. Xem ra tử lượng ngươi không tệ. Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười. Cũng tạm tạm thôi. Mai hoa dịch số lại uống cạn một bát nữa. Nào, uống rượu thôi. Huyền Úc Nguyệt đán uống rượu theo lời hắn, cứ thế chén chu chén anh uống thống khoái vui vẻ. Hơn nửa canh giờ sau, mai hoa dịch số đã đỏ bừng mặt mũi, đôi mắt mờ mịt mông lung. Ngươi không say thật à? Hắn chỉ vào Uyển Úc Nguyệt Đán. Ngươi đúng là quái nhân. Uyển Úc Nguyệt Đán uống cùng hắn đến 17-18 bát nữ nhi hồng. Nữ nhi hồng tuy không phải rượu mạnh nhưng ngấm từ từ cũng say. Vậy mà gương mặt hắn vẫn tu nhã non nớt, không có vẻ gì là say. Ta cũng nghi lắm, vì sao ta uống mãi không say? Mai <bedroom> hoa dịch số bật cười khan khan. <TO sunt andbeit> ha 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 ha, đời ta lần đầu tiên gặp một người không say, người không say là tên đại ngốc. Ha ha ha. hắn đập bàn cười to ngươi không say ngươi không say huyền úc nguyệt đán bưng bát rượu lên uống một ngụm nhỏ năm đó ngươi cũng say à hắn vừa hỏi đôi mắt mai hoa dịch số lập tức nhìn thẳng bỗng dưng vỗ mạnh xuống bàn đánh rầm một tiếng ta không say ta uống thêm có hai chén chỉ hai chén thôi trong rượu trong rượu nhất định có vấn đề đôi mắt đẹp đẽ trong suốt của huyền úc nguyệt đán nhìn mặt bàn tràn đầy rượu Tay nghe tiếng hít thở nóng rực của Mai Hoa Dịch Số. Là ai bảo ngươi uống rượu? Là anh em tốt của ta." Mai Hoa Dịch Số lẩm bẩm, "Là Trùng Hoa." Huyền Úc Nguyệt đán nhíu mày. "Trùng Hoa? Là nhất đào tam sắc à?" Mai Hoa Dịch Số chợt lắc đầu, "Không phải, đương nhiên không phải, hắn là điệp biện Trùng Hoa, là lão tứ của chúng ta, tiểu đào là lão thất." Hắn bắt đầu lải nhải, "Trùng Hoa không biết uống rượu, uống một ngụm là say." hôm đó ta cố ý uống với hắn thêm hai chén, ai ngờ trời đất bỗng dưng quay cuồng, rồi ta gục xuống. Huyền úc nguyệt đán đặt chén rượu xuống bàn đánh cạch một tiếng. sau đó thì sao? sau đó vương mẫu nương nương đi ra đánh ngọc hoàng đại đế, ngô quảng biến thành một người phụ nữ. mai hoa dịch số nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt nhìn đăm đăm, giơ lên một món tay nhìn chăm chú, cũng không biết đang nhìn cái gì. thái thượng lão quân đánh nhau với diêm la vương, ha 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 máu chảy khắp nơi máu tràn đầy đất ta thấy diêm la vương chết sau đó bầu trời biến thành màu vàng mây màu xanh lục có người cầm kim đâm ta còn có người hát ý a à ý a à. hắn đột nhiên hua tay múa chân vừa hát vừa nhảy cẫng lên thiết tĩnh vươn tay ra điểm huyệt hắn cung chủ xem ra hắn chịu ký si thích mạnh hơn hắn tưởng huyền úc nguyệt đán thở dài dẫn huyền nhiếp mệnh nhất định đã làm tổn thương một số chỗ trong đầu hắn thiết tĩnh gật đầu theo lời hắn nói thì có vẻ như năm đó hắn bị người ta án toán uống nhầm rượu độc trong nhóm thất hoa vân hành khách xảy ra mâu thuẫn giết hại lẫn nhau huyền úc nguyệt đán nói mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành trở thành con rối giết người nhất đào tam sắc lại có thể ngồi lên ngôi cao nhất định có nguyên nhân sâu xa trong đó huyền úc nguyệt đán đứng dậy khỏi ghế thông thả xoay người cũng không biết người ở núi hảo vân rốt cuộc đang nghĩ gì cung chủ không định chờ hắn tỉnh lại rồi hỏi cho rõ sao. Thất hoa vân hành khách có phá thành quái khách, ngư dược long phi, nhất đào tam sắc, mai hoa dịch sổ, cuồng lan vô hành, còn có điệp biển trùng hoa hôm nay hắn kể nữa, vậy là có sáu người rồi, không biết người cuối cùng là ai. Huyền Úc Nguyệt đán đáp. Hỏi ra một cái tên nữa thì cũng không biết người kia rốt cuộc là ai. Đầu mai hoa dịch số bị thương, bỏ qua cho hắn đi, dù sao hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ đợi cuồng lan vô hành tỉnh lại sẽ biết thêm nhiều chi tiết nhỏ khác. Nói tới đây hắn nhẹ nhàng phất tay áo, lững thững rời đi. Gió thổi mây trôi, vì mây mà thổi, trời xanh thăm thẳm không thấy bóng người. Đến nơi đâu, muốn đến nơi đâu, hỏi người đi từ chỗ nào. Giữa núi sông, ngàn vạn tội lỗi, cất bước lên, đi đến đâu ngắm nhìn đến đó. Muốn hỏi ông trời, lòng có còn như xưa, không hỏi cõi trần mây khói. Tâm trí trống rỗng, lấy thân làm kiếm, chìm trong biển máu, giết người liên miên. Trong phòng hồng cô nương vang lên tiếng đàn thăm thầm thẳm. Phòng khách đặt sẵn đàn, nàng gảy đàn ca hát, giai điệu in à. Ý không loạn lòng cũng khó vẹn toàn, núi biển nông cạn, không biết đỉnh mây ở chốn nào. Vung kiếm ngàn dặm trầm luân ngàn trượng, nâng chén say ngã trước bình rượu, ba lần hỏi hồng nhan chín lượt hỏi ông trời. Nhạc hay những lời không hay? Cửa phòng mở ra, Bích Liên Y đứng trước cửa, trong tay nắm một vật. Ta thì lại thấy lời hay, nhạc mới không hay. Hồng cô nương u buồn hỏi. Ngươi là ai? Bích Lạc cung Bích Liên Y. Bích Liên Y bình thản đáp. Đến trả cô nương một món đồ. Hồng cô nương đẩy dao cầm ra. Món đồ gì? Bích Liên Y xòe bàn tay, trong tay cầm một túi gấm. Nàng thoáng ngẩn người bên trong không lẽ là độc dược đứt ruột? Bích liên y lắc đầu, mở túi gấm ra, bên trong là miếng ngọc bội đã vỡ kia, không biết dùng keo gì gắn lại, tuy vết vỡ trải rộng nhưng không thiếu một mảnh nào. Hồng cô nương khẽ à lên. Hóa ra là ngươi mang nó đi. Nàng vứt miếng ngọc này xong thì trong lòng đã hối hận, ban ngày xuống giường tìm nhưng không sao tìm thấy. Bích liên y siết chặt tay. Hồng cô nương muốn lấy ngọc bội của cô về thì tại hạ có một điều kiện sóng mắt hồng cô nương lay động. Điều kiện gì, ngươi có biết nó là vật gì không? Biết liên y bình thản đáp. Biết, tuy là ngọc của vương hoàng hậu, nhưng ba chữ quận lang gia được đại chu phong cho, cô nương giữ khối ngọc bội này chẳng lẽ không phải là tội lớn sao? Hồng cô nương hư khẽ. Ngươi là ai? Nói bậy nói bạ, trả nó lại cho ta. Biết liên y lắc đầu, đưa tay trái ra. Cô nương đưa vạn niên hồng cho tài hạ trước, tài hạ sẽ trả lại ngọc bội cho cô hồng cô nương lùi về sau hai bước sắc mặt hơi tái ngươi ngươi lục soát phòng ta bích liên y gật đầu hồng cô nương lạnh lùng nói nếu ngươi đã lục soát phòng ta muốn lấy vạn niên hồng thì cứ lấy đi luôn là được cần gì phải hỏi ta bích liên y bình tĩnh đáp vạn niên hồng là của cô nương không nói mà lấy không phải chuyện quân tử nên làm hồng cô nương cười lạnh vậy ngươi thừa lúc ta không có mặt lục soát đồ đạc của ta là chuyện quân tử nên làm à Giờ còn cầm ngọc bội muốn ép ta giao vạn niên hồng ra cũng là chuyện quân tử nên làm chắc. Bích liên y không hề tức giận. Đó là do tình thế ép buộc. Hồng cô nương thở dài thăm thầm. Nếu người đã biết ta mang theo di vật của vương hoàng hậu, thân phận không hề tầm thường, cớ sao còn dám ép ta? Người không sợ mắc tội phạm thượng làm loạn à? Bích liên y cười khẽ. Ta bảo cô nương giao vạn niên hồng ra là muốn tốt cho cô nương thôi. Nếu hồng cô nương là công chúa cao quý, thì tại hạ càng không thể để cho công chúa mang vạn niên hồng bên người. Đôi mắt sáng của hồng cô nương nhìn hắn không chớp. Nếu người đã lục soát đồ của ta thì hẳn cũng biết ta đến bích lạc cung để giết người, cho nên... Nàng xoay người chắp tay. Ta chính là kẻ địch của bích lạc cung. Nếu là kẻ địch, ta muốn sống hay chết liên quan gì đến ngươi? Ta lại không muốn thấy cô nương chết. Hồng cô nương ngẩn ra, đôi mày thanh tú khẽ nhớn lên, trong lòng lướt qua hơn 10 kế sách. Ngươi cảm thấy ta không giống những người khác à? Nàng mở tủ lấy bình xứ chứa vạn niên hồng ra, xoay người lại nhìn hắn bích liên y nhìn nàng. Ta cảm thấy cô nương không đáng phải chết. Trong lòng ngươi, ta không giống những người khác à? Hồng cô nương mở nắp bình vạn niên hồng ra, kề miệng bình sát lên môi, mắt sáng như chớp, lạnh lùng nhìn hắn. Đúng vậy. Bích liên y gựng lại dây lát rồi thản nhiên thừa nhận. Hồng cô nương nhìn hắn một hồi rồi thông thả đậy nắp bình vào đưa chai thuốc cho Bích Liên Y. Trả ngọc bội cho ta. Bích Liên Y đưa túi gấm cho nàng. Đừng ném đi nữa. Ánh mắt người đàn ông này rất sạch sẽ, trong trẻo và kiên định, cũng hết sức đơn thuần. Hồng cô nương nhìn Bích Liên Y trả lại ngọc bội, lấy được vạn niên hồng thì xoay người muốn rời đi, bỗng mở miệng hỏi. Huyền Úc Nguyệt Đán bảo ngươi đến à? Chấm. Bích Liên Y không quay lại nhưng gật đầu. Hắn biết ta muốn giết hắn à? Hồng cô nương đứng gầy đàn. Những vẫn bảo ngươi đến đây. Bích liên y gật đầu. Nếu như ta nói, thật ra ta có hứng thú với huyền Úc nguyệt đán gấp 10 lần ngươi, thì ngươi thấy sao? Nàng hờ hứng hỏi. Ngươi có ghen tị không? Bích liên y xoay người lại, hồng cô nương áo trắng như tuyết, bóng dáng nàng đứng gầy đàn ẩn hiện như tiên, hắn nhàn nhạt đáp. Không. Gương mặt nàng phủ một tầng xương giá, lạnh lùng nói. Nếu đã không ghen, thì ngươi cần gì phải tới? Cô nương ở miếng mộ liễu nhán gấp cung chủ ngàn vạn lần, ta cần gì phải ghen với cung chủ? Bích Liên Y chậm rãi nói. Ta ghen tị với liễu nhán. Hồng cô nương cắn môi, nhìn Bích Liên Y bằng ánh mắt ẩn chứa lửa giận mơ hồ. Bích Liên Y xoay người rời đi, không dừng lấy một bước. Nàng phất tay áo đập lên dây đàn, tiếng đàn vang lên hỗn loạn giống như cõi lòng nàng. Một lát sau, tiếng đàn ngừng lại, tâm trí nàng cũng dần tỉnh táo bèn gảy một dây đàn. Tiếng đàn vang lên 13 âm, nàng thở dài sâu thẳm. Bích Liên Y là một người đàn ông tốt, đáng tiếc xưa nay nàng không yêu nổi đàn ông tốt. Có điều, gặp được một người đàn ông tốt yêu nàng một cách đơn thuần, hiển nhiên không phải chuyện gì xấu. Đông Sơn, Thư Mi Cư, Phương Bình Trai gật gù đắc ý đi dạo trong rừng cây bên ngoài Thư Mi Cư. Nơi này không hề hẻo lánh, thường xuyên có người qua lại hắn mặc áo vàng phe phẩy quạt đỏ nổi bần bật, lại còn huynh hoang lướt trái lượn phải, quanh quẩn trong rừng cây, không khỏi khiến người ta tò mò nhìn chồm. Đương nhiên hắn không quan tâm. Ai? Một tiếng lại phe phẩy quạt đỏ. Sư phụ muốn ta đi tìm một cái trống, bây giờ tình hình không ổn, chinh chiến liên miên, chăm họ làm gì có hứng mà khua chiêng gõ trống. Ta lại không muốn đối đầu với quan phủ đi cướp cái trống minh oan trước nha môn, không muốn cướp trống của đoàn rước dâu có tiền cũng không mua nổi một cái trống. Ai, đúng là ta ngày càng có lương tâm, có lương tâm đến nỗi sắp bị chó tha luôn rồi. Trong rừng cây chợt có hai con ngựa chạy qua, tiếng vó ngựa vang như sấm rền. Ngựa này rất to khỏe, có lẽ là trông thấy bóng dáng gật gù đắc ý của Phương Bình Trai. Hai con ngựa kia quay đầu chạy về, hai người một nam một nữ chờ mình xuống ngựa. Nhìn lý phục của các hạ hẳn là người trong giang hồ, ngàn dặm gặp được nhau tức là có duyên xin hỏi các hạ muốn đến linh nguyên tự phải đi về hướng nào phương bình trai xoay người lại hai người trước mắt ăn mặc gọn gàng đeo kiếm là lối phục sức điển hình của người trong giang hồ linh nguyên tự à hình như đi về hướng đông hai người kia tung người lên ngựa chắp tay nói xin cảm ơn có vẻ muốn đánh ngựa đi luôn phương bình trai nhìn thân pháp hai người này nhảy lên ngựa trong lòng nảy ra một ý vội vẫy quạt đỏ lên ngăn ngựa lại đợi chút, ta giúp các người một chuyện, các người giúp lại ta một việc được không? Công bằng hợp lý, hai bên cùng có lợi. Hai người kia siết dây cương giữ ngựa lại. Không biết huynh đài gặp chuyện khó gì? ấy ta chỉ muốn biết đi đâu mua được một cái trống. Bất kể là trống to trống nhỏ, trống hoa trống cơm, trống gầy trống béo, trống ngắn trống dài, chỉ cần là trống đều được. Hai người kia trố mắt nhìn nhau, có vẻ hơi buồn cười, tựa như gặp phải quái nhân hóa ra các hạ cần một cái trống lát nữa chúng ta sai người tặng cho các hạ một cái trống có được không phương bình trai ồ lên chẳng lẽ hai vị ra khỏi nhà mang theo bên người một cái trống lớn sao hai người kia khẽ cười cái này các hạ không cần để ý tóm lại nửa canh giờ nữa sẽ có người mang trống đến Ấy! phương bình trai lấy quạt đỏ gõ lên trán mình đời lắm chuyện lạ lùng đi nửa đường mà cũng gặp cái trống từ trên trời rơi xuống Ta cứ tưởng ở nơi non xanh nước biếc, chỗ hạc tiên đậu lại, không thấy tiên thì cũng gặp quỷ, ai mà biết vận may tới thì đi nửa đường cũng nhặt được trống. Hai người kia kéo dây cương, cười cười rồi thúc ngựa đi. Hai người này không đơn giản, võ công bất phàm thì thôi không nói, nhưng trong vòng nửa canh giờ đã tìm ra một cái trống, quả là cực kỳ không đơn giản. Phương Bình trai thấy hai người kia đã đi được một đoạn, liền chắp quạt đỏ sau lưng, lần theo dấu chân ngựa của họ ban đầu còn thấy hắn bước nhẩn nha, nhưng càng đi lại càng nhanh, chỉ trong giây lát đã lướt qua như một ảo ảnh, nhanh hơn cả ngựa phi. Hai người một nam một nữ phi ngựa về hướng đông, xuống ngựa bên ngoài linh nguyên tử, bước vào thiền phòng của phương trường. Phương Bình Trai nhảy lên nóc nhà, bắt chéo hai chân ngồi cạnh cửa sổ gần mái, nghe thấy giọng nam từ bên dưới vang lên. Đại sư Vạn Phương, lâu rồi không gặp đại sư vẫn khỏe chứ. Chủ trì Linh Nguyên Tự là Vạn Phương cung kính nói. Tiểu Tăng vẫn khỏe, không biết đại nhân đến Linh Nguyên Tự để lễ Phật hay thường trà. Phương Bình Trai nghe hòa thượng kia tự xưng Tiểu Tăng thì nhe răng cười, quạt đỏ phất phơ. Có hai hòa thượng bước ra khỏi xương phòng, ngẩng đầu lên thấy hắn mặc áo vàng cầm quạt đỏ ngồi trên mái nhà thì há miệng định hô lên, nhưng đột nhiên hơi thở nghẹn lại, lồng ngực đau nhói, toàn thân cứng đờ, đứng yên như pho tượng gỗ. Phương Bình Trai vẫn ngồi trên mái nhà như cũ. Cuối thu thời tiết dễ chịu, lá vàng lất phất rơi, ngồi trên mái nhà ngắm cảnh sắc trong ngoài linh nguyên tự khiến người ta vui tươi sảng khoái. Người trong phòng tán gẫu mấy câu, giọng của chủ trì vạn phương ngày càng khiêm nhường khách khí, hai người hẳn phải có thân phận khác thương. Hắn lắng nghe một hồi. Hóa ra hai người nghe nói mấy ngày trước đã xảy ra huyết án ở sau núi của Linh Nguyên Tự, một đám đạo tặc chết ở đó nên họ đến hỏi han. Ngoài ra họ còn hỏi chủ trì vạn phương có gặp một cô gái độc thân, dung mạo xinh đẹp, khí chất u buồn đến đây lễ Phật không? Cây quạt đỏ của phương Bình Trai ngừng phe phẩy, nghe mô tả như thế, không lẽ hai người này đến đây để tìm thiếu nữ áo tím lây oán báo ân, xiên cho lâm bô một kiếm kia sao? Chủ trì vạn phương lắc đầu liên tục, năm lần bảy lượt khẳng định không có cô gái như vậy đến đây lễ Phật. Hai người kia tỏ ra rất thất vọng, đứng lên định cáo từ. Tiểu tăng bất tài, tuy chưa từng có nữ thí chủ đến đây dâng hương, nhưng mấy ngày trước ta nghe đệ tử trò chuyện, thì hình như có một thiếu nữ áo tím gần giống vậy đi ra sau núi. Nếu đại nhân muốn tìm người thì có thể hỏi thăm dân chúng sống quanh vùng rừng núi này, có lẽ sẽ thu được kết quả. Chủ trì Vạn Phương chắp tay nói. Hai người kia nghe vậy thì có vẻ rất vui, lập tức cáo từ. Phương Bình Trai nghe đến đây thì phất quạt đỏ, hai đệ tử Linh Nguyên tự ngã ngửa người ra sau. Họ vừa ngã uống thì hai người kia đã kia ra khỏi thiền phòng, cô gái nhíu mày hỏi. Huynh có nghe thấy tiếng gì không? Người đàn ông nói. Hả? Không nghe. Ây, lòng ta dối bời, mỗi lần sắp nghe tin tức về tiểu muội là lại lỡ trong gang tấc. Cô gái an ủi. Đừng vội, nếu đã có người bắt gặp muội ấy thì sớm muộn gì cũng tìm ra thôi hóa ra hai người kia đang tìm thân nhân phương bình trai nhẹ nhàng rút lui dọc đường lang thang vòng vèo trong khu rừng bên ngoài thư mi cư chẳng bao lâu sau hai mươi con tuấn mã phi đến như bay kỵ sĩ trên ngựa ai nấy đều có thân thể cường tráng tướng mạo uy vũ một người trong số đó nhảy xuống ngựa xin hỏi tiên sinh đứng đây chờ người đưa trống tới phải không phương bình trai đáp đúng vậy người kia lập tức gỡ xuống một chiếc trống lớn sơn vàng Chủ nhân tôi mong tiên sinh vui vẻ nhận lấy." Phương Bình trai nói: "Ây, ngươi cứ đặt nó dưới đất, lát nữa ta từ từ kéo về." Thật lòng muốn cảm ơn chủ nhân ngươi, ta nghĩ trên đời này có muôn vàn người gặp khó khăn, nếu ai cũng giống ta vô tình gặp được chủ nhân ngươi, vậy là cầu gì được nấy rồi. Trên đời này sẽ không còn cảnh khó khăn bần hàn hay bệnh tật khổ đau, mọi người đều có được thứ mình muốn, cũng tuyệt đối không sinh ra chiến tranh." Hắn nói một hồi miệng cũng sắp nở hoa luôn mà hán tử xuống ngựa kia chỉ mỉm cười đặt trống vàng xuống đất, hô to một tiếng dẫn theo đám người phóng ngựa đi. Ớ, ờ, là quân lính sao, chuyện này đúng là ngày càng thú vị. Phương Bình Trai đứng tại chỗ nhìn đội ngựa lao vút đi, vùng quạt đỏ lên. Hơn nữa đây không giống quân lính bình thường, mà giống hộ vệ của quan lớn quý nhân gì đó hơn. Ngàn dặm nắng chiều dọi xuống sông, sắc thu nhuốm đầy sông, lá vàng rơi đầy núi, mưa gió chút đầy thành. Phương Bình Trai bê cái trống to sơn vàng kia lên. Ấy dô, mình làm thơ ngày càng hay nhở. Trở lại thư mi cư, một cô gái áo tím mở cửa phòng, thấy hắn bê một cây trống lớn quay về, đầu tiên là ngây người. Người kiếm đâu ra cái trống to này thế? Cây quạt đỏ của Phương Bình Trai phe phẩy sau lưng. Phật bảo, không thể nói. Cô gái ấy da trắng tóc đen, nơi khóe mắt chân mày có vài nếp nhăn mờ, da nơi khóe miệng hơi chảy nhưng đôi mắt sáng lấp lánh xoay tròn ngũ quan đoan chính trông y như một cô gái trẻ tuổi tuy thoạt nhìn nàng vẫn lớn hơn so với tuổi thật khá nhiều nhưng không còn mang gương mặt quái lạ đầy nếp nhăn và đồi mồi nàng đương nhiên là ngọc đoàn nhi mấy ngày nay thứ thuốc nước của liễu nhãn đã dần dần cho thấy hiệu quả nàng thay đổi rất nhanh không còn là cô gái xấu xí với gương mặt của bà lão nữa mỗi lần trông thấy cô ta lại cảm thấy sư phụ mình đúng là có công lao lấn lướt thiên địa tạo hóa, có thể biến cô thành dáng vẻ này, còn thay đổi nữa không chừng sẽ thành mỹ nhân, biết đâu còn gặp được diễm ngộ nữa. Phương Bình Trai thả cây trống lớn xuống, đưa tay chặn nắm đấm của Ngọc Đoàn Nhi. Này, không được động tay động chân với ván bối, không lễ độ tí nào. Ngọc Đoàn Nhi hư một tiếng. Người ngày càng đáng ghét, vị sư phụ âm trầm đáng sợ, thần bí khó lường, công lao sánh ngang tạo hóa, tâm trạng lúc nào cũng tồi tệ như sắp nhảy xuống biển đến nơi của ta đâu rồi. Phương Bình Trai hỏi. Ngọc Đoàn Nhi chỉ vào phòng chế thuốc. Vẫn ở trong đó. Phương Bình Trai nói. Ừ, ta có huyện muốn nói với sư phụ thân yêu của ta, cô đứng canh ngoài cửa, có thể nghe lén nhưng tốt nhất đừng có đi vào. Nói đến đây, hắn bước vào phòng chế thuốc, bóng dáng hắn biến mất trong ánh sáng âm u của gian phòng. Tên Phương Bình Trai này chẳng có chỗ nào đứng đắn. Chuyện hắn muốn nói rốt cuộc là vô cùng quan trọng hay chỉ là nói bậy bạ nhảm nhí thôi? Ngọc Đoàn Nhi đi đến cửa phòng chế thuốc, buông rèm cửa xuống. Liễu Nhãn vẫn quay mặt vào tường, lặng lặng ngồi trong bóng tối của phòng chế thuốc, không hề nhúc nhích. "Ôi, tiếc là nơi này xa biển lắm, huynh lại không đi được, có nghĩ ngợi chừng nào cũng không nhảy xuống biển được đâu, hãy mở lòng ra đi." Phương Bình trai vòng ra sau lưng hắn. "Tâm trạng huynh vẫn kém lắm à?" Thật ra đời người chỉ như vở kịch thôi, hát sai thì đổi người khác, chẳng có gì là không thông suốt được cả. Đời người mấy mươi năm, chẳng lẽ huynh định u ám như vậy mãi à? Thế thì chán lắm, nay huynh ngủ đến bất tỉnh luôn rồi à? Phương Bình trai vỗ vỗ vai Liễu Nhãn, "Ta tìm được trống rồi, bao giờ huynh bắt đầu dạy ta đánh trống?" Liễu Nhãn thản nhiên đáp, "Đợi bao giờ ta muốn dạy đã." Phương Bình trai thở dài, "Ý huynh là không phải bây giờ, thôi được rồi." ban nãy ta ra ngoài gặp một đám người hai người nam nữ có thân phận đặc biệt mang theo hai ba chục tùy tùng thân thể cường tráng võ công không tồi cứ đi lòng vòng trong năm sáu mươi dặm quanh đây nghe lỏm câu chuyện thì hóa ra họ đến đây tìm người tuy rằng cây quạt đỏ của hắn vỗ lên người liễu nhãn bọn họ tìm một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp khí chất u buồn nhưng rất khó nói họ có tìm đến thư mi cư không hơn nữa họ còn đang điều tra hung thủ gây ra vụ huyết án sau núi Linh Nguyên Tử. Cũng chính là ta, đồ đệ ngoan một lòng cúc cung tận tụy với huynh, cho nên ta thấy không ổn lắm. Gương mặt liễu nhãn thoáng chấn động. Bọn họ là ai? Phương Bình Trai đáp. Nhìn dáng dấp thì giống quân lính, dẫn đầu là một nam một nữ thân phận hiền hách, không chừng chính là vương công quý tộc đấy. Liễu nhãn trầm ngâm một hồi. Ý ngươi thế nào? Phương Bình Trai đáp. Tốt nhất là hai ta rời khỏi thư mi cư, tạm tránh nơi đầu sóng mọn gió tướng mạo huynh đặc thù một khi gây chú ý thì phiền phức lắm liễu nhãn mở mắt ra không được thuốc còn chưa luyện xong nếu đi bây giờ thì thành công giá chẳng mất phương bình trai nói ây ta biết ngay huynh sẽ nói thế mà lúc nào huynh cũng thiên vị nếu bình thuốc kia dùng để chữa cho ta thì quyết định của huynh chắc chắn sẽ khác liễu nhãn cười khẩy ngươi còn kế hoạch khác không phương bình trai ậm ừ sư phụ thật hiểu ta nếu đã không thể rời khỏi đây thì trước hết sư phụ hãy tìm một chỗ mà nấp đi đừng để người ta phát hiện sau đó đệ tử sẽ ra ngoài dụ đám quân lính kia đi liễu nhãn phất tay áo nhắm mắt nói tốt lắm thật sự rất vô lương tâm cũng không lo cho an nguy của đệ tử nữa ôi mệnh ta khổ quá trời gặp phải người vô lương tâm còn coi hắn như báu vật phương bình trai lấy quạt đỏ che đầu lắc lắc ta đi đây huynh nấp cho kỹ tuyệt đối đừng để mình bị phát hiện trước khi ta dụ bọn họ đi. Liễu nhãn đáp. Sẽ không đâu. Ngọc Đoàn Nhi nghe xong câu chuyện, thấy Phương Bình Trai đi ra chợt gọi. Này, làm sao? Phương Bình Trai đặt cây trống sơn vàng kia sang một bên. Bỗng dưng phát hiện ra ta vĩ đại, thiện lương, quên mình vì người khác quá à. Mặt Ngọc Đoàn Nhi hơi đỏ lên. Trước đây ta vẫn nghĩ ngươi là kẻ xấu. Phương Bình Trai cười ha ha. Vậy é à? hả? từ thuở cha xin mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên ta nghe câu này đấy có lẽ trong ta quá giống người xấu mặt ta nhìn đã thấy không tử tế gì nên xưa nay không ai nghĩ ta là người tốt hắn vỗ vỗ vai ngọc đoàn nhi câu này nghe mới lạ đấy nói đến đây hắn thong thả bước ra ngoài bên ngoài thư mi cư tiếng hạc kêu vang nắng chiều đã ngả về tây phủ lên vạn vật một sắc đỏ rực như tranh vẽ tả áo vàng của phương bình trai bay phất phới ngọc đoàn nhi chỉ thấy hắn đi xuyên qua rừng cây rồi mất hút bên ngoài linh nguyên tử hai ba chục đại hán kia chia ra làm mười nhóm hai ba người một nhóm lần tìm dọc theo đường mòn thôn quê dọc đường vừa đi vừa hỏi có thấy một cô gái áo tím xinh đẹp buồn bã đi một mình không phương bình trai vận khinh công đi vòng qua những quan binh này quả nhiên cách đám quân lính đang dò tìm không bao xa một nam một nữ kia buộc ngựa vào một gốc đại thụ giờ đang ngồi dưới tán lá nghỉ ngơi. Phương Bình trai len lén mò ra phía sau, gốc đại thụ kia cành lá tốt tươi, hắn lẳng lặng nhảy lên mọn cây, giấu mình giữa cành lá, lắng tai nghe hai người bên dưới nói chuyện. Tiểu muội mất tích đã nhiều năm, có lẽ đến giờ vẫn không biết thân thế của mình. Cô gái kia nói, nghe nói năm xưa khi mẫu thân lâm bồn, tiểu muội yếu ớt thoi thóp nên thái y tưởng là thai chết lưu. Ngày thứ ba sau khi hạ táng, có cao thủ trộm mộ mò vào lăng, phát hiện tiểu muội chưa chết bèn bế đi nuôi dưỡng, từ đó tiểu muội lưu lạc trong dân gian. Ta đã truy tìm nhiều năm, chỉ biết kẻ trộm mộ năm đó đã ốm chết rồi, tiểu muội được ông ta đưa cho một thế gia thư hương nổi danh để nuôi dưỡng, nhưng rốt cuộc là danh môn nào thì đến nay còn chưa rõ. Người đàn ông nói, ta đã sai chi huyện vùng này âm thầm điều tra những danh môn gần đó, nhưng không tìm được cô gái nào có dung mạo tương tự tiểu muội chỉ e kết quả điều tra của muội có sai sót. Cô gái kia nói, đại ca, ta đã tra đi tra lại mấy lần, có lẽ tiểu muội được đưa đến đây nuôi dưỡng nhưng không ở lại quá lâu, đã sớm rời đi rồi. Người đàn ông than thở. Nếu đúng là như vậy thì muốn tìm người lại càng thêm khó. Muội ấy làm sao biết được thân thế của mình chứ? Cô gái kia nói, tìm tiểu muội về là tâm nguyện cả đời của mẫu hầu. Người đàn ông nói, khi tiểu muội còn chưa ra đời, Tiên Hoàng đã đùa rằng ngày ấy mẫu hậu gả cho Tiên Hoàng, thụ phong phu nhân quận Lang Gia, nên tiểu muội có thể xưng là Lang Gia công chúa. Chỉ tiếc Tiên Hoàng và mẫu hậu đều đã qua đời, tiểu muội không rõ hành tung, nói đến công chúa Lang Gia, chung quy chỉ là xương khói. Phương Bình Trai nheo mắt ngồi trên cây lắng nghe. Chuyện này lớn đây, hai người này hóa ra là hoàng thân quốc thích, cô gái áo tím mà bọn họ đang tìm lại là công chúa của Tiên Hoàng Thái Tổ, công chúa Lang Gia phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn